Hello anh em. Hôm nay tôi lại tiếp tục chơi Conan cùng với lại team Tình anh em. Mục tiêu hôm nay chắc là sẽ khám phá đến hôm nay mục tiêu là mình đi khám phá vùng đất tuyết đi. Đất tuyết á? Lại con đường hôm qua anh em mình đi xong rồi bị chết dọc đường ấy Tun. Bị hổ vô chết ấy. Giết con hổ trắng con cá sấu. Thế mày đi đâu rồi? Mày đang ở đâu rồi? Em đang về nhà. Từ từ. Ra cái chỗ này vẫn đang thiếu chưa xây xong này. Cần đá và gỗ. Mẹ ướt hết cả đi. Đá này. Gỗ này. Đây rồi, ngôi nhà thân yêu. Anh Thành ơi, chế mũ đi anh. 2, 3, 4, 5. Này. Chết rồi, nhầm. Tôi đây. Làm gì mà chế. Nhìn thấy người yêu mới của anh chưa? Người yêu mới. Nó đi theo à? Ừ. Nó đánh, nó có đánh không? Có. Cho hút xíu nhìn ngon đấy. Hả? Sao nhìn ngon đấy? Nhìn đây này, mày có để phun nút không? Ờ. Hả? Em lại cực to quá. Tao có để phun nút không? Được. Phun nút đi, để anh em họ mà chạy nháy nhìn phát nào. Không, mày, anh ở mày để phun nút đi thì mày mới nhìn được đúng không? Em nhìn được. Anh Việt không nhìn được. Tao không thèm nhìn. Anh ơi, cởi nốt cái ấy cho em nó mặc, bỏ áo với lại quần ra đi. Chỉ có bọn trẻ con như mày mới phải nhìn thôi. Thì nó yếu lắm. Hôm nay ấy nhá. Anh ơi, em cần đồ. Anh sẽ chế cho mày. Hôm nay có đi săn đồ không? Cứ ở đấy mà liên thuyên. Thì em chế cho thằng Tun bộ giáp đã. Này nhá, đừng chế giống anh nhá. Nhìn em đang giống con nô lệ của anh không? Nhìn cái áo này. Thích giống anh gì? Chứ không nhìn em giống nô lệ của anh của mẹ. Hay là có thích mặc kiểu phong cách Bắc Âu không? Đâu như nào? Chứ đừng biến em thành nô lệ. Nhìn em nô lệ lắm. À thế rồi, anh đéo có phơ. Đéo có phơ thì đéo chế rồi. Này, em có nhiều cái này lắm. Ai cần gì để chế đột này? Mục tiêu của hôm nay là gì? Mục tiêu của hôm nay chính là... Nhìn em này ngon chết nhỉ? Mục tiêu của hôm nay chính là đi tìm... da dày để về chế giáp xịn. Ok anh ơi. Từ từ nhá, để anh vứt bớt ít rồi đã. Bây giờ thì steel có rồi nhưng mà chưa có cái thích phơ ấy. Thích laser ấy. Cái thích laser ấy bây giờ mình đang thiếu rất là nhiều. Em gái này không biết mình có nên mang theo không nhỉ hay nó để ở nhà thôi. Thôi để nó ở nhà thôi. Mang theo thì chết chứ được cái gì. Hợp lý anh ạ. Làm chế cho tôi bộ áo giáp á. Thì là chế nhanh rồi, sướng rồi. Đây là mấy cái gì đây? Cất tạm mấy cái mình không biết vào. Cái này nó không có cái nút nào để nó sắp xếp một phát gọn gàng luôn nhỉ. Xem nó chỉ số gì tăng max à. Hôm qua tăng được cấp 3 của Strength, Vit với lại Grit này. Cái Grit này khi mà đánh thì tốn ít stamina hơn này. Tôi này, tao nghĩ là tăng stamina đi. Em nhận. Quên, ở trong giáp ấy, ở trong hộp này, ở trong cái workbench này. Đây à? Và cái ammo band ấy mà lấy. Hay quá, mũ rồi. Chỉnh tí. Đang suy nghĩ có nên mặc quần không? Anh ơi, cho em xin cái khiên cho con đệ của em nào. Tao nhìn em như thằng tàu khựa đây. Thì tàu khựa mà. Giáp tàu đây. Khiên này. Mãi cả giáp tàu. Thằng Tun đứng ra xem nào. Ta chế cho con kia cái khiên. Đây anh ơi. Đấy, vào trong ấy mà lấy. Sao? Khiên này có vẻ ngon hơn. Ok. Chế cho tao một bộ giáp tàu. À mà thôi, tao cũng tự chế được. Không cần. Cần cái medium boot lighting.
Medium boot lighting. Ở đâu nhỉ? Mấy cái lighting ấy ở đâu nhỉ? Heavy boot. Heavy. Chắc là mình toàn heavy thôi. Cái heavy này nó cần thích laser này. Đấy, okay. Bây giờ phải đi kiếm thích laser. Cái bộ hoàng kim giáp của anh. Đi, đi kiếm thích laser đi. Đi lên đi lên phía bắc này để xem ở phía bắc này có vùng tuyết này, chắc là có nhiều con thú to da dày thịt béo ấy. Mày xem thức ăn thức uống cầm theo thật nhiều vào. Ô, đây rồi, em sẽ cho con này đứng ở đây để canh nhà. Nhà mình không ở đây thì cũng chả có thằng nào nó đánh đâu mà phải canh. Rồi tao cầm thật nhiều thức ăn đi. Rồi. 50 miếng thức ăn. Một túi nước sợ có đủ không nhỉ? Lên trên đây không có ao hồ gì cả. Thôi, cầm thêm một túi nước nữa đi. Cầm nhiều thức ăn cho em với nhá. Ra mà lấy. Ra cái này lấy tạm, lấy 2-30 miếng thịt. Cầm theo. Đây em lấy 11 miếng này được rồi. Đây là có đủ. Em cũng phải chế túi nước mang đi nữa. Ra ở đâu nhỉ? Ra ở đây. Túi nước chỉ cần một túi thôi. Rồi tí nữa thằng nào khát thì đừng có xin nhá. Để em đi chế một túi nữa. Khát nước quá. Người ta gọi là cẩn tắc vô ấy này. Thế để em kia ở nhà anh ạ. Để rồi, để cho nó ở nhà nó canh nhà rồi. Anh Thành thích đi bắt gái kìa. Mãi mới chọn được một em ngực khủng ấy, từ đi từ ấy từ cái server solo của anh đến server này cứ động vào con nào ngực khủng là con đấy chết, cay vã. Hai túi nước. Thằng nào có cầm đuốc theo không đấy? Đuốc á? Cầm đuốc theo không, trời tối đấy. Em chưa có làm đuốc luôn. Xong rồi. Em cái Black Gunner là gì nhỉ? Black Gunner là cái gì? Em không biết. Cùng em giờ bắn kinh lắm anh ạ. Em tăng mắc điểm cung ấy. Anh tăng điểm cung, em tăng mắc điểm chém ấy. Rồi, đi. Không chết rồi, thiếu một điểm nữa mới nhục chứ. Xong chưa, đi chạy một đoạn đánh mấy con là nó đủ chứ có gì đâu. Đi rồi. Nào. Đi. Xong lên. Để tao nói trước mục tiêu để cho tí chúng mày mất phương hướng thì còn đến. Bây giờ mình sẽ đến giữa Y và Z, cái vạch thẳng giữa Y và Z ấy. Anh đánh dấu trên bản đồ đi. Làm sao mày nhìn đi được? Y và Z á. Giữa Y và Z và giữa 9 và 10. Đúng cái dấu cộng ở đấy đấy, cái dấu cộng. Ui xa thế cơ. Đi tít lên trên đấy cơ. Đi. Đi. Thế tao bảo chúng mày mang theo nhiều thức ăn. Thế em mang có 14 miếng. Đi. Đùa rồi. Anh em mình có thể săn thêm ở đấy được mà. Lo gì. Anh mang dao đi rồi. Ở đây có mộ của thằng nào từ hôm qua này. Tùn tướng quân. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ trừng phạt được đất nước đó. Chính xác. Hai thằng lính quèn có vẻ đao to búa lớn nhỉ. Hôm qua thằng Tun. Anh ơi, em mệt quá. Hôm qua thằng Tun hi. Anh mệt quá. Ông mày yếu vậy tao vẫn còn nguyên thể lực mà chúng mày đã hết rồi. Anh cởi chuồng để thể hiện sức mạnh đàn ông đi anh thầy. Nhầm hướng bên này. À con chim này, đập chết con chim để lấy ấy. Lấy lông chim. Chim thằng Tun không có lông nha, phải lấy lông chim từ mấy con này. Chết ngay. Ai lấy lông thì lấy đi. Rồi. Đấy. Đây con hiêu à. Để em. À, cái gì cơ? Sao anh em cầm vũ khí đánh nữa, cứ ra tím ấy, nhìn ghê đấy. Cái gì cơ? Như này á, như này á. À Thành, như này á. Ngầu vãi. Như này đúng không? Đi. Ôi sập phải. Bỏ tay. Chưa nhìn. Đi. Bên đây có mấy con hổ à?
Hổ ai khỏe lắm đấy. Thằng Thành cai nó về đây. Được được, để em. Em nhìn hay không? Hổ nó khỏe lắm. Ôi trời ơi, mấy ông bắn xuống đất rồi. Nào anh em quay vào. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì? Cái gì cơ? Thằng Thành lóc vào có được không? Lóc vào bắn có chính xác không? Em chưa thử. Kê chết rồi, cái lông của mấy cái con này vẫn không được ra thích bây giờ. Cái trại của bọn này, cái trại bọn này khỏe lắm ấy. Thôi đi tránh nó ra, đi sang bên đây. Đây con hổ nữa này. Giết nó chứ. Từ từ để em thử xem có lông được không nhá. Ấn quy anh nhở? Quy. Không lốc được rồi, tầm cung không lốc được anh ạ. Ấy là thằng Thành mày bắn lưng tao nhá. Đâu mà, anh nhầm đấy. Kia tên mẹ còn xiên từ sau ra trước kia mà kêu là nhầm. Kinh nhỉ, Tun cầm rìu chém kinh phết đấy chứ. Cành là kiếm tí thịt của hổ đi anh em mình làm tí thịt hổ. Mày cầm đi, tao nặng rồi. Em thiếu thịt lắm, anh Thành cầm đi. Đi ra bên đây. Rồi. Đâu rồi? Đi ra bên đây. Đây, từ từ, đi chậm. Đây, anh Thành nhìn thấy em chưa? Cậu bé không mặc quần đây này. Đây, con hổ trắng này, tu này. Giết nó nhá. Thành đứng như đây. Ê, bắn cung đi. Con này khỏe mấy. Được, bắn đi. Đâu rồi? Ủa ôi. Bắn kiểu gì ấy? Đâu rồi? Mất nhiều máu không? Đây, tao xuống đây, tao cai nó. Cảm giác. Ôi, anh không mất tí máu nào đâu, em bắn nó không mất tí máu nào đâu. Từ ôi, nó là boss đấy. Mất máu nhưng mà nó mất ít lắm. Nó mất từng tí một. Ui, mẹ con này khỏe lắm. Thôi anh ơi, không giết được. Hay à? Hay à? Ui, mẹ này boss cực kỳ luôn. Con này là boss đấy. Thôi bỏ qua đi. Leo lên đi, mất thời gian lắm, không mấy được nó đâu. Đây leo lên trên đây đi, bỏ qua con hổ. Ui, leo được cái này á. Yêu ơi. mất ơi. Lên đấy. Ôi con báo. Con báo đây khỏe này, cẩn thận. Ai à? Ai ông nhảm chỗ. Ui. Bình tĩnh, không sao. Đi tiếp. Cũng không. Đây, vòng qua con hổ. Con hổ ấy nó là boss. Ơ, đây có thằng nào đi lang thang giữa đây này Thành ơi. Mẹ, cái gì cắm vào tay này. Con hổ ấy nó là boss. Tại vì là khi mà lock target vào nó là hiện lên ba cái đầu lâu. Đúng rồi. Giống cái con Groot hồi trước em thấy ở bên kia ấy. À, nó này. Anh ơi, giết thằng này. Nó vẫn đuổi à. Ui, bọn dân tộc này. Giết luôn. Con hổ nó sắp lên rồi đấy, cẩn thận. Bọn dân tộc này có vẻ yếu. Xong chưa? Giết nốt thằng đấy, anh em nhảy bên đây nhá. Ok. Chỗ này bọn da đen à? Đi vòng qua đây. Chạy. Tao bảo rồi, đi vòng qua đây. Nhảy bám vào đây đấy anh ơi. Nhảy bám vào tường mà treo lên có vẻ hơn không? Tao qua rồi. Đi. Ơ, mọi người đâu rồi? Đi thôi. Ông Tu đúng chạy bên dưới anh ạ. Leo lên. Mọi người đâu? Chạy qua đấy rồi. Chạy tiếp lên phương. Chạy tiếp lên phương Bắc đi. Qua mà bám vào. Từ từ để đợi Tu tí anh, không có lạc. Đây, chạy thẳng lên Tu này, không cần phải bám vào đâu. Chạy thẳng dưới khe ấy nó cũng lên đây mà. À thế à? Mày tìm cái chỗ nào gần ấy, nhảy qua mà bám vào tường được. Vãi, quay ngược lại. Em biết rồi, đang đi tìm đường. Nhìn thấy tao đây này, cứ ra đây nhảy. Giời ơi mày, con hổ nó chặn ở đầu này, mày đi đấy nó ra nó cắn mày chết. Quay ngược lại. Đây. Ngược lại cái chỗ mày đang ấy, không nhìn thấy tao đang đứng trên vách núi, tao nhìn mày đây à. Đây này. Đâu? Đây này, check bên phải tí. Bên phải, nhìn thấy chưa? À đây. Đấy, nhảy ở đây. Nhảy ông bám vào vách núi xong rồi lân sang bên đây. Ngang sang. Đi ngang sang, leo đi đâu ấy? Đây.
Nhìn khốn khổ, mẹ mông trắng héo phơi giữa vách anh núi. Anh em mài không? Cắm chim vào giữ lại cho đỡ rơi. Đi xuống dưới này. Ui, đi em rất thể lực. Thôi đợi hồi rồi leo ngược lên. Ê tôi đây, bọn dân tộc này nó có quần áo xì tai dân tộc này. Có thứ thử không? Lấy đi, ok ok. Tôi mất thời gian quá. Đây. Này làm sao mà đến được vùng đất hứa? Đi. Đi tiếp đâu thôi Thành ơi. Anh về đâu rồi? Đi tiếp. Anh về đâu rồi? Mày cứ đi thì xuôi nên là gặp. Chúng ta phải đến Anh Quốc. Nơi vùng đất hứa. À đây rồi. Nào, đây chúng ta đi Anh Quốc đây, đây đúng đi không? Đi theo anh? Bây giờ đi theo đường cái đi. Anh em mình đang vượt biên à? Vượt biên anh ạ. Rồi anh em mình đang chặt container. Chỗ này toàn cây dừa thôi. Chặt cây dừa. Chặt cây dừa làm gì? Không biết. Ở đây toàn hổ báo, cáo trồn. Lỡ chặt cây dừa nó được cái gì hay hòi. Em thì anh đập con nai, anh lại bảo hổ báo cáo trồn. Bên phải kìa, con báo kìa. Sao nào, đi tiếp. Bây giờ thể lực của tao nhiều, chạy được. Thôi mặc cái quần vào thôi. Ô đây có cái gì, đây có cái gì này. Thử vào đi anh ơi. Hình như là làng của dân tộc đấy. Nhưng mà thế là sai. Thôi đi giữ nguyên mục đích của mình đi. Thành nhá, suốt ngày tạt té. Anh ấy. Bây giờ làm sao phải lên đây nhỉ? Chỗ vách núi cao này chúng mày liệu có leo không? Tất nhiên là không leo đâu anh ơi. Ngã chết đấy. Nhìn anh ấy leo. Để à không, đây nhưng mà anh mình có thể leo từng đoạn ngắn được tu nợ. Đây cái chỗ này đi được mà, chỗ này không cần leo. Leo vào đây xong rồi bắt đầu lên đây. Đợi em một tí. Không, cái chỗ này mày leo lên xong rồi mày đi bộ được mà. Chỗ thoải thoải dốc ấy. Đây em đang leo từng cái đoạn ngắn này thì nó có điểm nghỉ đây. Thì đủ thể lực leo được thoải mái. Ôi chết rồi, tạo sắp hết thể lực rồi. Đứng nguyên nó không hồi ạ. Ui phát này rơi vỡ mồm ấy. Đây là em cứ leo từng bậc một lên được đến nơi rồi này. Ui giời. Đâu mày đâu? Đây anh ơi, bên này này. Anh nhìn thấy nó có chỗ cái vách nó có từng bậc một không? Đây này. Chả nhìn cái gì. Đấy, em ở trên này mà. Anh ơi. Mọi người đâu? Ngược lại. Anh thấy em chưa? Em ở đây này. Rồi. Đấy, nó có từng bậc ấy, anh leo lên. Mẹ vừa rơi quả đau quá. Ôi vãi cả đấy. Cái gì? Sao đấy? Anh lên đây nhìn này. Ui, có con bọ ngựa khổng lồ này. Đâu, đợi tao hồi thì giết được không, giết được không? Giết được không, đây, có con hổ đây. Có phát hiện đi em ở đây. Ơ kìa. Vãi ạ. Con này em thề người ngoài hành tinh luôn. Nhanh lên anh ơi. Từ từ. Dục tốc bất đạt, hết thể lực chết đấy. Ôi. Cái phía bên đấy không leo đâu, tôi đã phải leo dịch sang bên trái này tí. Vâng. Leo bên đấy là bị rơi đấy. Nó có từng bậc một đấy. À, hết thể lực. Tao không muốn nhặt xác mày đâu nha, tôi nha. Đứng nghỉ một lúc. Lên đây đi. Ôi anh đi hướng nào? Ôi anh ơi, con này nhìn nó kinh vãi. Dùng hết cả mình. Ôi vãi, tao nhìn nó rồi. Em bắn thử nhá. Thôi. Đừng. Anh em còn đang mải mê. Tôi nhìn thấy anh rồi kìa. Lên. Vãi không Việt. Vãi cả lên. Lên trên mà. Thế mày nghĩ gì vậy? Em cũng hơi giật mình quả lên. Ui, con này. Bên đây mà. Để em. Lên đây ạ. Thằng Tôn đang đâu rồi? Thôi, tao lên tiếp. Ui, ngoài anh Tinh, mắt nó đỏ au kìa. Xem nó có mấy sao, Hay là anh ấy, để em leo lên cao xong em bắn nó nhá. Bắn xem mất máu không? Bắn xem mất máu không? Đây có mấy con quái này là đánh ra cái để chế tạo steel này. Để rồi. Con này liệu nó có bay được không nhỉ? Chắc không bay đâu, quái trong đây. Ôi, con này yếu anh ơi, con này yếu. Cái gì? Yếu. Cái gì cơ? Mày làm sao? Con này yếu. Anh nhìn bắn một phát kìa. Bật à, làm sao? Anh em, từ từ, nhảy từ. Ai giời.
Đâm âm mày. Ôi giời. Ui giời. Con mẹ gà con này. Anh à. Dọa đồ. Chết. Dọa. Ui mà. Anh à. Ui. Ui ngã cả hai thằng này. Dọa ma này, dọa dồ này. Ăn thịt mày luôn, được chi tin. À hay quá. Chi tin là chế gì? Được. Chi tin là chế được cái bộ giáp hở hở vú của Tun ấy. Đó. Đây. Giết mấy con này đi lấy cái nguyên liệu chế Stin nào. Ôi giời. Anh Việt, cho em ít lông nào, cho em ít lông nào. Để em chế tên, em hết tên rồi. Đây. Ui đù. Tun này con gì nữa này? Con này nhầm rồi, con này nhầm rồi. Không phải con này. Nhưng mà con này vẫn giết được đấy. Thế à? Nó đấm em phát hết máu rồi. Anh Việt này, ở đây có con gì nữa này? Kiểu con chó có sừng. Cẩn thận chết đi Tun. Chủ yếu là phòng thủ thôi. Thằng Thành đâu ra? Ui dồi ôi, con này nó khỏe lắm. Rồi, em đang ngắm. Ui, nhìn em bắn nó một phát kìa. Thủ đi, thằng Thành nó bắn. Ôi, bắn vào cái điểm màu đỏ của nó bị nặng hơn hay sao ấy. Ôi. Em hết tên rồi. Tao ném lông ra rồi thầy. Ở đâu? À đây, từ từ đợi em tí nhá. Để em nhặt lông đã. Cứ thử nhá. Em. Con này nó kinh lắm. Ôi giời, không kịp phòng thủ. Đừng có ham đánh. Thủ là chính rồi. Đâu có đá. Ui. Đừng có nói là tôi đến đây rồi lại hy sinh vì con này nhá. Cứ thử thôi, thử rồi. Ui, mẹ mày quá. Anh nhìn chưa, em là vị cứu tinh. Ơ, con này phải dùng cuốc à? Chết rồi. Ơ, con này cuốc không cuốc được. Cuốc được cái đấy. Cuốc nó có ra tài nguyên gì đâu. Anh có dùng cuốc sắt không? Vãi. Mình nghỉ ở đây một tí nhở. Crystal ấy. Từ từ. Ừ, nghỉ đi, tao lại còn phải hồi phục máu đã. Uống nước đi kìa, sắp chết khát rồi. Đâu rồi? Chúng mày đâu rồi? Em đây. Đây em ở trên vách đá này. Đứng trên này nghỉ cho an toàn. Nghỉ như nào? Xe ngồi đúng không? Thế này là nghỉ á? Đây không phải là nghỉ nhưng mà thôi ngồi tạm, trời sáng nhanh mà, tao chỉnh trời sáng nhanh á. Anh ơi nhìn như sao chổi nhỉ. Bắn cao vào. Bắn cao lên. Anh đang bắn con này, bắn quái mà. Hoa chìm trong bóng tối tí. Anh vẫn ở trong cái túi ấy. Nào, đón Bình Minh, đón Bình Minh lên rồi, đi thôi. Đi nhanh tiết kiệm thời gian không nó lại tối. Nhưng cái túi đâu? Từ từ anh ơi để em chế lại cái tên đó. Đá ở dưới rồi, đấy nè. Hết lông rồi, ok anh ơi, đi thôi. Đi hướng này nhá. Check sang đây xong rồi leo lên nhá. Trên kia có con gì nữa kìa. Con vừa rồi bọn tao mới Tun giết mãi mới dừa được ấy. Đi theo hướng này để leo lên trên cái vách bên phải kìa. Con này, con kia khỏe thôi chứ còn mấy con này yếu đấy anh ạ. Con đấy khỏe, tao mới Tun đánh húc cho tí chết. Nó đi. Có một sao đấy, bót một sao cái đấy con. Cái con khỏe là cái con nó có màu đỏ mà, con này. Ôi anh ơi, leo đấy ngã. Thôi đi bên đây lên được này. Bên đây chéo lên đây lên được. Ui vãi. Chạy. À con này yếu ấy. Ai chưa. Đấy, con này yếu. Em bảo con này yếu mà. Ông con vừa nãy thì khỏe. Mà em sao. Được Crystal. Đánh con này thôi. Ui Bình Minh đẹp quá. Đây leo lên đây. Ôi tranh. Như tranh như này. Leo lên đây. Mặt trời lên nhanh vậy đấy. Ờ, máy bắt thằng Tun nó mặc quần rồi. Ôi. Bên kia là cái gì kìa. Em nghe thấy trống đánh loạn lên kìa. Ôi phải lên tiếp bên trên này này. Trên cao này. Đây à, ra chỗ này. Em có trèo được không? Chỗ này. Chỗ này nó có từng bậc kìa. Cái gì ấy? Anh Thành em có 7 cái tên này. Tàu khựa ở đâu ấy?
Đây này, đá này. Thằng nào cần đá để chế cái gì thì lấy đây nhá. Tao ném đi thôi. Tao không cần đá. Đi, lên đây. Hello anh. À, Kiên vào à? Mày vừa xem cái gì tàu khựa đúng không? Ôi, tổ gì? Tổ của mấy cái con ấy à Thành ơi? Em thấy rồi, em đang trèo lên đây. Xem cái gì tàu khựa. À, tao thấy có cái tiếng tàu khựa gì. Ơ! Đâu? Không phải. Đây không đi được lên, tu nơi. Đây, anh phải đi giống em đây này. Anh đi đâu đấy? Ơ, tôi chết rồi. Đoạn này không được rồi Thành ơi. Đoạn này nó có cái tường bảo vệ rồi. Mình đang đeo cái vòng tay ở tay ấy, hình như cái tường này là mình không qua được đâu. Chết đấy. Đây này, nó có bức tường phóng tận lên trời này. Đây là kịch kim của bản đồ đúng không? Chưa, bản đồ lên tít trên này có cả núi lửa ấy kìa. Đấy á. Ui da. Ui. Anh ơi, không chết đấy. Đâu rồi anh, đi đâu rồi? Sao em không thấy anh? Tao đang đứng ở trên núi này. Đây này, có cái bức tường nó ngăn rồi. Khổ nhỉ. Ôi, lùi rồi. Mất bao công đến đây chả lẽ lại. Cố lên cao tí nữa xem nào. Thôi. Đã chưa? Anh biết chết chưa? The hell. Đi rồi. Chết rồi, chết rồi. Mất hết đồ rồi. Hay. Hay hay hay. Cái chỗ ấy. Cái vũ khí của hắn. Ờ, lên mà cướp. Lên lại đi theo tao đấy. Ờ đúng. Tao tưởng cái chỗ đấy nhìn nó vẫn còn cách ra một khoảng mà. Thế mà chết ạ. Em nhìn thấy rồi, em đi xuống đây. Là cái chỗ xanh này anh em mình trước chết tức tưởi ở đây tui này. Bó tẩy. Ờ không anh ơi, đến chỗ đâu. Đến cái chỗ mờ mờ này là hết map thật rồi đấy. Anh em mình phải chạy tiếp sang phía bên trái này. Đâu, cái đấy là cái vòng, cái mình đang bị đeo cái vòng ở tay kìa. Cái lúc đầu nó nói mà, cái thằng Barbaria nó nói ấy, mày đeo cái vòng ở tay ấy, khi mà mày còn cái vòng ở trên tay ấy thì mày sẽ không thể đi được qua cái vùng đất bao phủ với cái ánh sáng xanh. Thế tui này bây giờ anh mình phải làm sao? Chúng ta đi về. Ở đây nó có cái là Remove Blacklist này. Are you sure you will die? Để tao thử chết ra mà có tháo được cái đấy ra không? Kiên về chưa? À Kiên vào chưa? Kiên vào rồi ấy. Thấy em gái của anh đứng ở nhà không? Đấy là tự... Em đang ngoài vào. À cái Remove Bracelet này là nó chỉ là tự sát thôi. Tự sát để thoát lát. Bó tay. Nếu mà mình muốn tháo cái này chắc là phải làm quét hay là làm cái gì đấy mới tháo được. Tu này, anh em mình đi bắt gái đi. Bốt. Cái gì đấy? Bốt ở đâu? Anh em mình đi bắt gái đi, tìm con nào được khủng một tí. Ở đâu có. Em phát hiện ra là ở trong mấy cái có mấy cái kiểu mấy cái đền ấy, mấy cái temple ấy. Bên trong nó có mấy con xương lại đánh đông đông mấy con xương vãi. Ờ ở trong trong sa mạc đúng không? À. À anh Thành nha, có đồ này không biết để làm gì. Xem mà. Biết là đi vào sâu ở trong đấy thì có cái gì không? Nhưng mà đấy nó trông như nó như kiểu đang rừng ấy. Chắc là đang rừng rồi. Trái như khiên này. Toàn mấy con xương xương ghê ghê. Thôi khiên đấy lấy làm gì? Anh có dùng khiên đâu. À. Nhưng mà anh nhìn thấy cái bình không? Chết quả tức tưởi quá. Bình này để làm gì? Ai mà biết được. Đi. Mang về trang trí cũng được đấy. Để ở nhà trang trí. Medium Gauntlet Lighting. Đi săn mấy em về làm mấy em NPC về làm Medium được. Vừa anh tìm được một thằng có tên riêng thì thằng Tu nó chém chết rồi. Có tên riêng này sao? Có tiền riêng là khi mà chế nó thành đệ thì nó khỏe hơn. Ở đây này. Ê, đi ra. Đại ca mày có đang... Có cái thằng mà sao hay em mặc đầy đủ áo giáp mà. Có cái thằng mà em mặc đầy đủ áo giáp mà nó chém em 4 cái chứ. Kiểu gì này? Medium Boot Lighting đâu mà? Medium Boot Lighting. À, kinh nhỉ. Quần áo các thứ đàng hoàng.
1 bay tới 1 2 3 xuống đi Tôn. Trước ông ngũ 4 được quá. Ngũ đâu rồi? Về nhà em biết cái thịt thối này để làm gì cho anh Việt ạ? Thịt thối để làm gì? Nuôi bọ cạp. Cái thịt thối để nuôi bọ cạp á? Bọ cạp ôi con này. Bọ cạp con biết không? Phải công nhận là cái map này, cái map này nó rộng thật. Anh ơi, trước em không biết là kích vào map GG nó còn đi được nữa. Em cứ tưởng là map nó chỉ có thế thôi. Ờ, đấy, nó ở trên nó còn cả cái núi lửa, tao đang muốn lên trên đấy mà. Thôi tụi này anh em mình đi về đi. Bây giờ về chuẩn bị lại, bây giờ anh em mình phải đổi lại rồi, bây giờ phải nghiên cứu cách để phá được cái vòng tay mới đi được tiếp lên vùng đấy. À, bây giờ mình bị ngăn lại. Vũ khí không, cho em vũ khí đi. Tao vừa chết mất hết đồ rồi. Anh còn đang dùng cung gỗ ấy. Vừa bị chết quả tức tưởi quá. Thấy cái chỗ nó còn cách một khoảng, mình định leo mình đứng nhìn xem là có cái đường nào đi vào không. Ai ngờ. Rồi. À, vũ khí hả? Vũ khí bây giờ anh phải chế lại vũ khí đây, mất vũ khí rồi. Chế tôi lấy. Này anh em mình đi tìm thử xem mấy em dân tộc đi. Sudden. Siêu may. Tôn ơi, Tôn ơi. Thằng Kiên muốn vũ khí gì? À, cái gì đánh nhanh nhanh nhanh, cho em cái kiếm đi. Kiếm à, nhưng mà anh kiếm anh chỉ chế được kiếm sắt thôi, không chế được kiếm steel đâu. Anh kia chế anh, được cái gì em thử anh cho em cũng được. Có cái giáo có vẻ đây, chọc kinh phết. Hôm qua thằng Kiên chọc giáo đây. Đấy giáo đấy, mày lấy giáo đi. Lấy giáo mà dùng. À, kinh nhở, vàng khè. Chết quả tức tưởi quá. Còn Tuno rồi. Alo, nghe đây chưa? Rồi. Nãy giờ em mà gọi, anh không nghe gì đúng không? Đúng rồi. Ừ, bây giờ mới nghe thấy. Ai, quay lại mà nhìn lại anh đã lột xác. Tàu khựa gái tôi bán lại còn à? Lại còn buộc tóc đuôi ngựa đấy nhá. À, hai anh kia về đây đi. Rồi bây giờ đi kiếm quái này anh ơi. Em không có vũ khí tầm gần đâu. Ôi giời. Lại đi rơi dưới nước. À, thôi kệ nó đi, bỏ đi bỏ đi. Bọn vớ vẩn mà. Giờ giáp của mình nó có làm gì được đâu mà. Có chó cá sấu nó cắn em chảy máu. Tổ sư. Đây đi đi dọc theo cái sông này. Đi. Trời sáng nhanh sướng thật. Lệch rồi, đi sang bên này. Hôm qua đi săn tê giác nhưng cái con tê giác đây là nhầm. Tê giác đấy da của nó lại da như kiểu bò sát ấy. Hôm qua bọn tao giết bao nhiêu tê giác. Nhưng mà về hóa ra không phải. Đây này, cái con này này. Mừng hụt kiểu tưởng là lần này về đủ chế quần áo mặc cả đời. Ai ngờ. Thôi kệ nó, kệ nó, kệ nó. Đi đi. Thôi nào. Bây giờ sang bên đây xong rồi rẽ trái. Đây đi bơi bơi qua đây. Bây giờ đi giết đứa ươi để lấy chế ra da dày thì mới chế được giáp xịn hơn. Đúng quá giáp xịn hơn thôi, mình lên trại của bọn người kia mình clear trại thành ạ. Được anh ạ. Được. Thế là mình lại em... có nhiều ấy rồi. Em sẽ chế được cung xịn hơn. Nhưng mà không clear trại làm sao clear trại được anh? Clear được. Giết sạch nó ấy là nó giết thì để nhặt đồ mà. Rồi. Cái bọn đấy ấy, mình giết nó là mình nhặt được đồ ấy, ở trong người nó có cả những cái đồ để chế ra nguyên liệu xịn. Ôi, con trăng này. Mẹ con này nó to như này thì bắn đâu cũng trúng nhỉ. Con này dễ mà, hôm qua bọn tao giết mấy con này. Làm tí thịt cắn ăn. Đây chim này, thằng nào cần lấy. Hay quá, hay quá. Đây rồi, lông chim thì để em. Anh để em thịt nhá, em lấy lông chim. Thịt đập. Thằng kia giáp trụ kiểu gì mà anh đập phát mất.
Đây, đi vào đây, đi vào đây là bắt đầu có anh bọn cứ đập thế nào? Có bọn đấy ơi này. Lại chim này. Kìa đâu ấy? Đi. Từ từ để em giết thêm con chim nữa đã. Đây, tao đứng ở đường người tao đợi. Bây giờ đi qua cái khe này, đi sâu vào trong đây là sẽ có cái bọn đười ươi. Không chưa? Làm gì ấy? Bắn mãi cũng không chết con chim vậy. Cung em đèo mà. Đây có mấy con thỏ này. Vừa phải sao giết chim xanh lại ra hai đó là. Anh chém nó ra tím tím đấy anh Việt. Nó là kỹ năng của vũ khí thôi mà. Làm sao để dùng cái kỹ năng đấy? Chuột phải. Đây này, chuột phải như này này. Có tiếng con gì thở? Có tiếng con gì thở rất to nhá. Chim trắng mồ côi này. Chim trắng mồ côi à? Sao mày biết nó mồ côi? Sao mày biết nó mồ côi? Ê! Đập cho... Thôi. Bây giờ chúng nó đã thành mồ côi đấy. Con cái của chúng nó mồ côi đấy. Đi vào đây. Ta thấy là nó chỉ là đi vào trong đây này. Xong rồi đi sâu sâu vào một tí là bắt đầu có bọn đứa ơi. Get of the moon. Nghe tên có vẻ mặt trăng. Mình cứ đi vào thôi. Đây. Ui. Cứ có cái tiếng thở hùng hục. Nghe rất ghê nhá. Tiếng giống như tiếng của con mấy con đứa ơi đúng không? Đây như kiểu là đèn của bọn khỉ ấy. Nhìn tên này, hãy nhìn tên này. Được lắm. Em không có ý đâu. Ok. Ôi giời. À, đứa ơi kìa, đứa ơi kìa. Hay quá, hay quá. À, để em thử. Khỏe hết. Nhưng mà giết được đúng không? Được, giết được anh ạ. Ai mà chém khỏe kìa. Còn ai ở đây? À từ từ, đừng dùng dao con nhá. Đừng dùng đây, dao con. Đây em có đây. Con nữa này, để em. À ra, ra rồi anh ơi. Có thích hai rồi. Ngon. Đâu? Ai à? Tuyệt tuyệt. Võ công cao cường quá, chơi cả đồng đội. Vãi. Nhanh vậy, chim kìa. Mày đánh ngã em tao. Ngã em tao ạ. Là cái gì? Láo. Đang là trên người em. Trên người em ám mùi. Ơ kìa. Cay em ấy. Kìa. Con khỉ cái. Ở đâu khỉ được cái chứ? Chim cò. Ui. Con này vua khỉ à? Anh xem ấy chưa? Hành tinh khỉ chưa? Rồi, anh à, thằng nào sọc mình tóe nhiều máu vậy? Hành tinh khỉ. Khỉ này, khỉ mà đòi làm người à? Còn toàn nữa này. Hai thôi, con này toàn hai thôi. Thì mình dùng cái đấy thì các bạn. Đây con đời ơi này mới ấy này, nó mới có thích hai này. Ô vỗ này. Rồi, ngon. Người nhạch thế. Anh em mình đầu to rồi. Con khỉ này. Lại một con nữa đứng ở đây này. Thôi thôi anh. À dưới kia có con đứa ơi. Chia nhau ra đi. Dưới kia con đứa ơi. Chia nhau ra đi anh. Thành ơi, đây dưới này có hai con đứa ơi này, mày bắn cho nó chạy đây không? Có đấy. Để em. Đây kìa, bên phải một con ở góc xa kìa, bên dưới này một con này. Ô kia con khỉ con kìa, tội nghiệp. Không có thức ăn để dụ nó.
Ôi bọn khỉ ấy, nó biết trèo leo ấy. Ừ. Đập mình. Lên đây em ơi. Sao nó không thèm đánh mình nhỉ? Lên định. Cái gì? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Võ thuật của tóc cao cường lắm. Hay là hai con thủ quây rồi. Hay là nó có hầu quyền. Hầu cái gì mà hầu. Hay là nhầm. Hay là ơi là bình tĩnh. Nếu em bắn trúng chân nó sẽ bị què chân đấy anh ạ. Tốt. Ôi đã ấy rồi. Đã bị nặng rồi. Cái gì mà nặng đấy nhỉ? Đây là thịt. Gỗ này vứt đi này. Chắc là thịt mới có 15 miếng thịt mà. Phơ này. Biết nãy giờ mới được có 18, thích 2 thôi anh ạ. 2 ném đi thôi. Cái phơ này dùng để làm gì không nhỉ? Cái lông dùng để làm gì không nhỉ? Chắc lông dùng để chế áo Z đấy nhỉ? Phơ chế được bộ Bắc Âu đấy anh ơi, để phơ cho em đấy. Lông dùng làm gối anh ạ. Yeah. Ở đây vừa có con, ở đây. Mày trốn đâu mà mày. Ôi đây nhiều khỉ lắm, nhiều đứa lắm. 4-5 con này. Anh ở đâu ấy? Chạy thẳng xuống dưới. Giờ một khỉ này nó biết dùng nó đấm ngực, tình. Kinh phết. Ui. Sao khỉ mà nó biết làm lửa vậy? Quả này nó sao là khỉ chứ nó có vẻ là thiểu năng đâu, khỉ nó khôn mà. Nó khỉ nó biết làm phải lửa này. Khỉ ở trong anh Việt đâu rồi? Sao không thấy anh Việt đâu? Đi xuống, đi thẳng lên. Nó còn có cả hộp đồ của tôi. Hai cái con khỉ ấy thôi. Đi xuống cái bậc thang cái chỗ mày vừa bắn con khỉ kéo lên ấy. Thôi tao ném thịt đi đây, thằng nào ra mà nhặt thịt này. Nặng hết người rồi. Đâu rồi? Quay ngược lại cái chỗ đi. Đang ở trong cái ấy đấy, đèn đấy. Trong đèn nào đây? Đầy khỉ này, quay ngược lại chỗ vừa rồi đi. Từ từ đang đánh hai con này đấy. Từ đã để em đang đánh hai con. Mày ra đây chắc là tao clear team rồi. Tao cứ nghe tiếng thịt thịt ở đâu ấy nhỉ? À đây, đây nhìn thấy rồi, đây, đi ra đây. Đây sang bên đây này. Ở dưới này 4-5 con này. Ơ nó chạy đâu rồi? Kia kìa. Góc tường kia một con kìa. Đây này dưới này 3 con này, bên đây một con nữa này, 4 con này. Sao thích hai ai lại vứt ở đây này? Ơ thích hai của tao đấy. Giả đây. Mấy cái của tao. Em nhặt rồi. Tao bị nặng quá tao phải vứt bớt ra ngoài mà vứt nhầm ấy. May mà tao cầm cái phơ. Cái anh có nhìn thấy cái vàng vàng kia không? Trên bản đồ ấy. Ui giời. Cái gì cơ? Ui, chết rồi, bị dắt rồi. Này. Ây à. Té ngay. Ui, đổ quay rồi, mẹ ba con nó quay tao ở giữa nó đập vậy, khôn vãi. Con này nó lại hồi được máu nhỉ? Vừa thấy rõ ràng nó gần hết máu mà. Nó tự ăn được mà anh, con gì chẳng hồi được. Ui. Láo này. Đây con một con to để nữa. Kéo con ra. Ai rồi. Ai rồi. Cái hình như là cái chùy tao đập là nó bị ấy, nó bị kiểu đơ lại ấy. Không phải. Ấy à, chết rồi, đang bị nặng. Phát hai thằng. Chết rồi, đang bị nặng, không ấy được, không dơ khiên được. Để em tao ném phơ đây, thằng nào cần thì tự đi mà cầm này, nặng vãi trưởng à. Ta ném phơ ở chân nó đấy. Rồi tí em lấy nhá. Làm sao?
Làm sao? Làm sao? Ây da. Ôi. Cái phơ này đẹp gì đấy anh? Tao vừa hỏi ông mày thì chúng mày nói là làm cái này làm cái kia, ông bây giờ lại hỏi tao. Để em, để em chế áo giáp. Phơ này để em chế áo giáp. Ê nữa này anh. Phơ tao ném ở dưới chắc một đống ấy. Ui, sao giết cả con khỉ mà được có 6 cái thích 2 này. Ủa, nhiều phơ đấy anh. 100 cái này. Thế thì em bị nặng rồi. Để em cầm lại cho. Anh vứt lại cho em đi, để em cầm cho. Đây, anh 95%. Mày giả tao 20 cái thích 2 vừa mày nhặt của tao đi. Đây. Đâu? Này, dưới chân em ấy. Này. Đâu? Em có sợ chết này. Mấy cái vãi đái. Ơ. Ừ. Hình như tao chết đói thì vậy. Hay. Mày đánh nhau quá không để ý. Nó chạy lại.